tiếp trong phần 2 chương trình tin tức tổng hợp cuối ngày bản tin từ Hoa Kỳ. Vụ nổ có kiểm soát để di dời cây cầu bị sập khỏi con tàu ở Baltimore. Các đội ở tại Hoa Kỳ của Baltimore đã tiến hành một vụ nổ có kiểm soát vào đầu tuần này để di dời một phần của cây cầu Francis Scott Key bị sập khỏi mũi của con tàu container khổng lồ đã làm lật đổ cầu vào hồi tháng 3. Công binh lục quân Hoa Kỳ cho biết các vụ nổ đã làm gãy dàn cầu thành nhiều phần nhỏ, tạo điều kiện cho đội cứu nạn sử dụng cần cẩu và xà lan để vận chuyển những mảnh kim loại bị xoắn lại. Công việc đã lên kế hoạch vào hôm ngày Chủ nhật, nhưng sau đó đã bị trì hoãn vì điều kiện thời tiết. Vào sáng sớm ngày 26 tháng 3 vừa qua, con tàu Dali đã bị mất điện và đâm vào trụ cầu, đẩy nhịp cầu xuống sông Patapsco với nhiều phần lớn nhịp cầu che phủ ở mũi tàu Dali. Sáu công nhân xây dựng đã thiệt mạng. Theo tiểu bang Maryland, sự việc ban đầu khiến cho giao thông tại cảng Baltimore bị gián đoạn. Cảng Baltimore được xem là nơi đứng đầu các cảng ở Hoa Kỳ về một số loại hàng hóa, bao gồm có xe hơi và sai tải nhẹ, máy móc nông nghiệp và xây dựng, đường nhập cảng và thạch cao nhập cảng. Kể từ vụ tai nạn, bốn kênh tạm thời đã được mở lại cho phép một số hoạt động vận chuyển vẫn được tiếp tục. Công minh lục quân Hoa Kỳ cho biết họ đặt mục tiêu khôi phục toàn bộ công suất tiếp cận cảng vào cuối tháng năm này. Maryland ước tính sẽ tốn từ 1.7 tỷ cho đến 1.9 tỷ Mỹ Kim để xây dựng lại cây cầu và sẽ dự trù hoàn thành vào mùa thu năm 2028. Các bác sĩ cho biết ca ghép thận lợn không liên quan đến các chết của bệnh nhân các chuyên gia y tế vào hôm thứ Hai thông báo về cái chết của ông Rick Slayman, người tiên phong được ghép thần heo không liên quan đến nội tạng được cấy ghép. Tiến sĩ Leonardo Riella, giám đốc y tế về ghép thần tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts cho biết, các xét nghiệm được thực hiện vào ngày Slayman qua đời cho thấy thận đang hoạt động tối ưu. Dữ liệu và mẫu từ bệnh nhân đã được thu thập một cách tỉ mỉ. Bác sĩ Riella đảm bảo tất cả thông tin sẽ được tích hợp tỉ mỉ vào các quy trình đang diễn ra. Tiến sĩ Mike Curtis, giám đốc điều hành của eGenesis, công ty khởi nghiệp tiên phong đằng sau ca kế ghép đột phá, đã nêu bật lịch sử y tế phức tạp của Slayman, bao gồm các nguy cơ về tim mạch, bệnh, chuyển hóa và tiểu đường. Bất chấp những thách thức này, các cuộc điều tra ban đầu không cho thấy bất kỳ vấn đề nào với thận của heo được cho là vẫn khỏe mạnh vào thời điểm Slayman qua đời. Thông tin từ đội ngũ y tế cho biết nguyên nhân chính xác của cái chết vẫn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, giả thuyết nói rằng hàng đầu chỉ liên quan đến liên quan tiềm ẩn với bệnh lý tiềm ẩn, có thể liên quan đến biến cố tim mạch. Tiến sĩ Curtis khẳng định các cuộc điều tra sẽ tiếp tục nhấn mạnh cam kết bảo đảm không ngừng nhằm thúc đẩy các lĩnh vực y tế. Giám đốc y tế về ghép thận nhấn mạnh tầm quan trọng của con đường quản lý được thực hiện bởi Egenesis và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts cho phép theo dõi chặt chẽ bệnh nhân chức năng của thận, khả năng loại bỏ chất thải, điều chỉnh nồng độ khoáng chất trong máu và duy trì hoạt động mà không cần hỗ trợ lọc máu trong nhiều tuần. Báo hiệu sự cần thiết phải có một nghiên cứu quy mô lớn hơn. Tòa Bạch Ốc nói rằng chúng tôi không tin nạn diệt chủng đang xảy ra ở Gaza. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jack Sullivan trong đầu tuần này ngày 13 tháng 5 cho biết chính quyền tổng thống joe biden không coi việc israel sát hại người palestine ở giải gaza trong cuộc chiến với hamas là một hành vi diệt chủng ông sullivan phát biểu với các phóng viên tại tòa bạch ốc cho biết hoa kỳ mong muốn nhìn thấy hamas bị đánh bại rằng người palestine bị mắc kẹt giữa cuộc chiến đang ở trong địa ngục và rằng một chiến dịch quân sự lớn của israel ở rafah sẽ là một sai lầm ông nói rằng chúng tôi không tin những gì đang xảy ra ở Gaza là một cuộc diệt chủng. Chúng tôi đã kiên quyết bác bỏ đề xuất đó. Tổng thống Joe Biden, người đang tái tranh cử trong năm nay, đã phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề từ những người ủng hộ ông trong nước vì đã ủng hộ cho Israel. Một số nhà phê bình đã cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng. Theo các quan chức y tế Gaza, với hơn 35.000 người Palestine tại đây đã thiệt mạng. Bộ chính trị đề nghị khai trừ đảng ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái, xem xét kỷ luật ông Lê Thanh Hải. Bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đề nghị khai trừ đảng đối với cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái, đồng thời xem xét biện pháp kỷ luật với cựu bí thư thành phố Sài Gòn Lê Thanh Hải. Truyền thông nhà nước vào hôm ngày 14 tháng 5 cho biết, Bộ chính trị và Ban bí thư vào cùng ngày đã xem xét và thi hành kỷ luật một loạt các tổ chức đảng và đảng viên cấp cao. Cựu Bí thư Lê Thanh Hải cùng hai cựu chủ tịch thành phố Sài Gòn là Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thanh Phong trước đó đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị kỷ luật vì những sai phạm liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Pháp và EIC. Đây là hai tập đoàn lớn đang dính líu đến một loạt các vụ án đã bị khởi tố với các cáo buộc lừa đảo, vi phạm quy định đấu thầu và đưa hối lộ. Theo kết luận mới của Bộ Chính trị được báo nhà nước trích đăng, ông Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy, bí thư ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc. Bộ chính trị cũng đưa ra kết luận về các vi phạm của cựu bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ông Mai Tiến Dũng, bí thư tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà. Theo đó các ông này bị xác định là đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước. Hãng xe điện Trung Quốc GAC tiếp cận vào thị trường Việt Nam. Hãng xe điện GAC của Trung Quốc đã thâm nhập vào thị trường Việt Nam qua các nhà phân phối, nhưng hiện chưa rõ bao nhiêu xe đã được bán tại thị trường Việt Nam. Theo trang tin Eco Ocean cho biết GAC Group dự trù sẽ tham gia triển lãm xe hơi tại Sài Gòn vào tháng 10 tới. Theo Eco Ocean, GAC Group đã bán xe điện ở Trung Quốc qua hợp tác với Toyota và Honda. Các dòng xe của hãng bao gồm cả SUV và MPV. Vào hồi năm ngoái, hãng này đã bán được 406.500 xe. Còn ở tại Việt Nam, xe của hãng sẽ được phân phối qua hãng Tentong của Malaysia. Hãng này cũng phân phối xe của Nissan và MG. Ngoài ra, xe thương hiệu Aeon của BAIC cũng sẽ bắt đầu bán xe điện tại Việt Nam trong tháng này. Hiện ông lớn xe điện BYD của Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy xe điện tại Phú Thọ của Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, một số nhãn hiệu xe điện của Trung Quốc cũng đã bắt đầu quảng cáo và tìm nhà phân phối địa phương tại Việt Nam. Trong khi đó, hãng xe điện nội địa của Việt Nam là VinFast vào đầu tuần này cũng vừa bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe điện giá rẻ nhất từ 235 triệu đồng. Theo báo giới tại Việt Nam cho biết, có 6.868 khách đầu tiên của VinFast có cơ hội nhận bản giới hạn, dự kiến giao xe vào tháng 8. Cổ phiếu VFS của VinFast tại Hoa Kỳ trong cùng ngày bất ngờ tăng lên 4.56 la từ mức 3.01 la trước đó. Giá cổ phiếu tăng được cho là do có tin hãng bắt đầu nhận đặt cọc xe mini điện VF3 ở tại thị trường Việt Nam, và hợp tác với Sony ra mắt ứng dụng giải trí online Ride trên các mẫu xe điện VF8 tại Hoa Kỳ. Bảo tàng Dubai kết hợp nghệ thuật với công nghệ tại trung tâm Dubai Mall Đông Đúc của UAE là một bảo tàng sống đồng kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ. Bảo tàng Art, nơi tự hào có 14 trải nghiệm khác nhau, hy vọng sẽ đưa du khách đến trải nghiệm tương tác bao gồm thị giác, âm thanh và thậm chí cả mùi vị. Tổng giám đốc của bảo tàng Danny Samaha cho biết, chúng tôi bắt đầu từ ngay lối vào, bạn sẽ thấy làn sóng lớn. Những làn sóng đẹp, mỗi phòng, mỗi triển lãm đều có mùi hương riêng. Vì vậy, bạn sẽ có cảm giác như đang nhìn thấy. Bạn sẽ cảm nhận được cả âm thanh của nữa và sau đó bạn sẽ ngửi thấy mùi. Sau đó bạn đi từ làn sóng đến khu vực hoa và khu vực này rất đẹp. Triển lãm thiên nhiên vĩnh cửu khai trương của bảo tàng nhằm mục đích nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Bảo tàng cũng mời du khách tham gia tạo không khí từ việc phát thảo một số tác phẩm nghệ thuật, sau đó được hiển thị trên màn hình, đến chơi piano cho người khác thưởng thức. Bảo tàng Art khai trương vào tháng 2 năm nay, được sản xuất bởi công ty thiết kế kỹ thuật số District của Nam Hàn. Và trước khi gửi lời chào tạm biệt, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đối với sự bảo trợ của rất nhiều những cơ sở thương mại, đặc biệt hơn với sự đồng hành của IBC Home Shopping, gửi đến quý vị những sản phẩm dược thảo được nhập hoàn toàn từ Nhật Bản, Đài Hàn và no Hoa Kỳ, giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và những người thân yêu. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc đến số phone 5717 shopping online tại trang nhà ibchomeshopping.com. Sư ngôn viên Minh Đăng và Vũ Quang Minh xin trân trọng kính chào. Xin kính chúc quý vị một buổi tối vô lượng an lạc.